ủng hộ các ông bà cụ lớn tuổi mưu sinh, cho đi là còn mãi. À, bà sống của mình thì bà nhờ cái hàng bánh tráng này bà kiếm sống. Ủng hộ bánh tráng bà cụ 70 tuổi, hàng bánh tráng sạch sẽ hơn 20 năm, chỉ từ 15-20 cành ngay trung tâm quận 1. Bà cụ sống đơn thân, không có ai bên cạnh. Có duyên được biết đến bà dạo gần đây thôi, bà bán là ngay cạnh trường Lương Thế Vinh, ngay kế bên Family Mart luôn nha. Nhìn bà nhỏ con, bà thui thủi có một góc bà. Kế bên chiếc xe đẩy bên đường nhìn thương lắm luôn. Mình bán bánh tráng trộn là được bao lâu rồi ạ? Bà bán rồi 2004, má bà mới bán. Sáng thì có khi giá sớm ở chợ mùng 1 mấy, ra trễ thì 12 giờ, có khi hơn 12 giờ tại bà lấy hàng về, bà còn làm hàng nữa không biết không? Dạ. Tưởng mùng mấy bà về giặt đồ, xong rồi khi bà nằm nghỉ chút á, 2 giờ 30 là bà dậy, mà 2 giờ 40 bà mới ra. Mình khi bà bán cái mấy không có nhiều đồ bằng ta, bà muốn bán con vịt thì khi con gà bà không có được, vì nó vốn nặng mà bán vậy thôi con. Dạ. Các bên của mình là sẽ gồm có những cái gì bà có thể liệt kê giúp con? Cuốn là hành phi, phòng lớn là phòng nhỏ rồi. Cuốn bánh tráng cuốn, mực đậu điều, trứng cút, rồi là tương ớt tế, rồi nước sốt me, bơ. Mà con thấy kiểu mọi người ở đây cũng bán bánh tráng trộn nhiều, là có kiểu cặn chăn hay là kiểu sao sao không ạ? Ai sao Lan biết, Lan bán chỉ có 2 ca, bữa cơm qua ngày thôi chứ là Lan không có cạnh tranh nha. Dạ. Không có cái gì khổ con. Dạ. Không biết là mua bán không được, không có tiền, không có tiền ăn được. Không ai ở chung mình bà, con bà đơn chiếc lắm. Còn bà không có gia đình mà không có chồng con nữa. Của bà làm tôi cũng cảm thấy hết sức là chặn lòng. Tên Lan tuy là gần 70 tuổi rồi nhưng vẫn phải một mình bán bánh tráng mưu sinh tự nuôi bản thân. Bà nhỏ nhắn ngồi thu tuổi một góc và cũng có kể tôi là tóc tinh của bà không có đa dạng như mấy cái cô chú xung quanh nên là mấy bạn cũng không có ghé ủng hộ nhiều á. Cũng mua thử ủng hộ bà thôi nhưng mà ai ngờ nó ngon nha. Bánh tráng trộn, bánh tráng cuốn một phần có 15-20 cành mà siêu nhiều luôn. Bánh tráng cuốn bơ mà cho đầy ấp tóc tinh đó bà con. Bánh tráng trộn là chua mặn ngọt hòa quyện vào nhau siêu bắp vị nữa nha. Bà cũng có tuổi rồi nên sẽ làm hơi lâu một chút, mình gửi thêm bà một tí xíu tiền thêm á. Còn kể là ngày hôm nay bà sẽ ăn một cái gì đó nó ngon hơn, một đĩa cơm đầy đủ chẳng hạn, để dành tiền để đi chợ nữa nè. Nói chung là bà dễ thương lắm. Vậy nha, thì mọi người ủng hộ bà nha. Quân một mình mưu sinh bằng nghề nướng bánh tráng bên hông nhà hát thành phố, dù tuổi gần 70 nhưng luôn có cái nhìn tích cực về cuộc sống của mình. Hello tay bê nè, nhờ có một bài đăng trên top mà bây giờ cũng nhiều người biết đến ủng hộ ông hơn. Có thể cũng vì thế ông cực kỳ ngại lên hình, không phải vì chẳng ai gì đâu mà sợ có nhiều ý kiến trái chiều trên mạng xã hội nên tôi cũng chỉ trò chuyện với ông chứ không có quay hình hay phỏng vấn ông nhiều. Tôi hỏi ông một cái bánh tráng nướng cho quá trời topping ruốc mỡ hành thằng phi khô gà 25 xu, vậy thì làm sao mà có lời được. Ông cũng bảo là vậy thôi chứ vẫn có người che mắt đó con. Lúc đó thì tôi cũng chấm hỏi luôn, rồi tôi hỏi thêm là mấy cái hôm mà trời mưa thì ông chú ở đâu, ông cầm cái túi ni lông lớn lên khoe thì chùm mấy cái đồ ăn lại rồi qua cái khách sạn đối diện ở chứ có gì đâu. Bán lề đường như vậy nhiều khi cũng bị đuổi nữa chứ. Cái ông bảo tao già rồi ai dám đuổi tao nữa đó. Nhìn ông khó gần vậy thôi chứ ngồi nói chuyện ông kể quá trời, vừa kể tay ông vừa múc topping trộn đều rồi bỏ lên vỉ nướng. Nói chung là chuyên nghiệp lắm nhưng do ông cũng lớn tuổi rồi nên làm từ từ, để hơi lâu xíu nha. Có gì thì mọi người thông cảm cho ông nha. Tôi muốn phụ ông nướng bánh tráng và lúc đó cũng rất là đông mọi người. Mà ông kể có bữa bé kia cũng đòi nướng xong cháy luôn cái bông, chỉ đưa tôi cái túi giấy rồi mở sẵn để ông gắp vô thôi chứ không có cho đụng tới công đoạn nướng hết. Bánh tráng của ông thì giòn rụm nóng hổi, vừa thổi vừa ăn, nhưng bên trong thì bà cũng thấy rồi đó, siêu nhiều, được trộn và trải đều. Tráng của ông sẽ cho ít trứng hơn nên ăn là siêu giòn rụm luôn. Tôi thì không có ăn cay được nhưng mà món này phải có tương ớt the the xíu mới kích thích vị giác. Nhìn chung là ổn áp. Buổi tối ai ra khu nhà hát đi dạo, mua trà đào nhà hát kế bên có thể ghé ăn vặt ủng hộ ông nha. Bye bye mọi người. Hộ xe xô sim của bà cụ đã ngoài 80 tuổi và lý do tại sao. Xe xô ngoài đời là ít hơn hẳn so với xe xô review trong những clip khác. Hello TB nè. Ở đây thì bà bán xô sim là xô ăn với nước cốt dừa của ông bà mình ngày xưa đó. Bán cũng có 4 loại xô khác nhau, ví dụ như là nếp cẩm, gấc, lá cẩm, xô trắng thôi, chứ bình thường bà còn có lá dứa nữa nha. Ở đây có ai ghiền xô như tôi hồi nhớ phải lưu lại chỗ này liền. Đậu xăng xào riêng này là bà phải đi lựa xào riêng ngon rồi bà tự tay bà làm luôn mọi người. Thập cẩm có đủ 4 loại với sốt luôn là giá 20 cần ha. Bà lớn ngoài 80 tuổi rồi mà chân cũng không đi lại được nữa nên bà chỉ ngồi bán được thôi. Có 2 cô chú phụ bà nữa mà nói vậy thôi, ai cũng lớn tuổi hết đó mọi người. Mình ghé là chỉ có một mình bà thôi, hỏi ra mới biết là cô phụ bà mới xỉu nên chỉ còn bà bán. Giờ bà cũng không có còn ở với con cháu nữa. Hộp 20 cần mà sốt siêu béo luôn, có chan thêm nước cốt dừa. Xô bà nấu thì thơm và mềm dẻo lắm luôn á. Lý do tại sao á, xây xô ngoài đời ít hơn trong những cái clip khác. Có kể tôi là sợ nấu nhiều quá mà mọi người không có ủng hộ. Hy vọng chiếc clip này sẽ đến tay nhiều bạn ủng hộ bà để bà được về sớm. 4-5 giờ chiều là bà đẩy xe xô đến khi bán hết mới về đó nha. Có gì mọi người ghé hen.